các bạn thân mến, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gấp khăn hình hoa hồng siêu đơn giản và siêu nhanh các bạn nhé. Bây giờ các bạn cùng làm theo mình. Mình sử dụng một chiếc khăn hình vuông khổ 40x40. Các bạn trải ra bàn nhé, trải phẳng ra bàn. Sau đấy các bạn sử dụng một chiếc bút này. Các bạn sử dụng một chiếc bút. Các bạn đặt giữa tâm của khăn nhé. Sau đấy các bạn xoay. Xoay bút theo chiều kim đồng hồ đấy. Các bạn xoay cho hết khăn thì là được các bạn nhé. Đây, như vậy là các bạn cũng đã hoàn thành xong. Các bạn bỏ vào hộp quà. Đây là hộp quà mình đã chuẩn bị. Sau đấy các bạn có thể điều chỉnh thêm nhé. Mình đã hoàn thành xong. Đấy. Chiếc hộp quà này thì mình đã có video hướng dẫn ở video trước đấy, các bạn có thể xem để tham khảo nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thêm lần nữa. Đây, mình có thêm một chiếc khăn. Các bạn chạy. Các bạn đặt bút giữa tâm và xoay theo chiều kim đồng hồ. Mình đã hoàn thiện xong rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Tạm biệt các bạn.